ông quỳ chỗ. Ông chủ nhiệm các cam tổ các chủ nhiệm các đại thi tham luận cả hay tổ thành viên đoàn các chủ nhiệm xã miền núi an trạch chiết cả việc đầy lục hân đồn chía năm bảy làm to cả tăng sớm đến đầu chỉ một xã dày. Thank you. Sớm ở quân lục đầu tiên sớm chuẩn bị xu lục xây chào khóm. Lục xã dày. Spoke about Division 703 cadres had been arrested, according to the information that I showed you, had been released. I would like to draw your attention to a document. In which Son Sen, you know well, that looks called Kotchabana, talks about Son Sen, a cot band, the ye umpi prophet, which am noon ne kamang, Delta Chicani ye umpi, some Kayasum Ling, guitar, umpi Sandra Kata, and the night people moon to light them from Rochets of Promui. It's the part that I highlighted in orange. Mr. Witness, it says, and I will read with you in English, operational methods. One, continuous education is imperative. Two, it is imperative to purge no good elements. Category 3. Mr. Witness, this distinction into three categories, is that something you heard Son Sen or any other senior cadre ever say? ពីរឿងនេះនៅសរ 21 ដែលទេគឺប្រភេទទី 1 ទី 2 និងទី 3 នេះបាទសំណួរទាំងនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បានឮការអប់រំរបស់សុនសេននិងដូច
ពីព្រោះនៅឆ្នាំក្នុងចុងចិត្ត7នេះគឺពេលហ្នឹងហៅថាការចាប់ចងនិងការអប់រំគឺមានច្រើនដល់ចឹងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងក៏វាមានប៉ះពាល់ទាំងអស់ដែរ chúng chỉ cả học rum hoặc cái cứ miên chỉ rơi rơi chỉ toàn toàn mệt về cụp đâm bay ở bậc cao lúc sáng sấy ta cả bánh chay từ chia bậc hết bay crom này khăm ăn nó cứ ta cái bàn là gì ở lục dối rứa co lục bàn đằng đằng luôn ấy như rứa co về chia cô như bài đại kỳ ăn nấu quát nấu khăn ông nấu khăn ông con vợ đã sinh ra thông rứa co than nấu khăn ông mình ti so mà phay môi thường sòng đại rứa tế bà nãy chia trước đây chia cô ca bọc hàng lớn thế mình men chia tu là ti bọc nhom thì What do you mean with that? Some new tile look chung mean at the night of the day. Jack Crown fans could have some new sewer, but on Moy look with Weber Sue by some new Tamadong Chang could have. But Chang Haiku to always say got Chilom with a swim down moon down wheel or ching. Let me try it again. Let me try it again. Let me try it again. Let me try This distinction is that something that you know was implemented within the whole S21 network. Và từ đây nắng cứ cái ao cho một ạn vọt nó nòng so một thấy muối có rư gò hàng cào nắng miền từ đây nắng miền chuyển toàn tọt rồi bánh chay cướp tọt cướp bản nã rồi chay đại sơn la nằm bay chắp rồi nữa và chăng nữa vọt bạn thì vọt nắng ao chòm Now, do you know which categories go to the premises of S21? ប្រភេទទាំងពីរបីចម្ពោះនេះគឺមានប្រភេទណាដែលស្រាលជាងគេគឺគេអាចនឹងអប់រំឲ្យទៅនៅខាងព្រៃសរប្រភេទដែលប្រឆាំងនឹងបដិវត្តធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគេបញ្ចូលក្នុងស21 Now, do you know who decided? Look, đăng tin là na trên nẹt sầm rạch. That one particular person. Hà bộ cô na mình nẹt trâu thật lực trâu bình chun từ pre so hay nẹp xén có cái trâu bình chun từ so mà phải mùi. Và đa ca sầm rạch nhom mình đăng thế vô mình mến chia tu thì bọc nhom. Do you know where ta lục đăng tế tha this was decided
kê sâm rạch pi pánh hà nê kê sâm rạch nê kê lãi nà tì kê lãi nà đá kê sâm rạch pi pánh hà nê bát ọt đăng Do you know if ta lục đăng rứt tế tha ta the people Manuk. Who had been in the trucks đal ke đạc lơ lơ lán đal mọc bần chun mọc đal mọc đal kalaing vật chu sâm bọc khmum no ta ke bần chun tâu yok tâu thọt rup hầm vô tâu so mập hay muối hơi cứ rup tâu bần chun tâu lọc mọc vinh bần chun tâu so mập hay buôn ta lúc ai bần dùl rup có đăng ông phi đầm na ca đal ke bần chun nè tu một đòn bật tọt máu kì vô từ thọt rùm bật tọt máu kì bị chun nè từng on nốt từ na bị chun từ cái lại na ta luôn ai phần dul thì là cam pi đầm na ca ni bàn đại được tí và riêng đi nhom mình ai đăng ban đấy bộ nhom mình ban ăn được vót là chăng nhom mình ai tha mình ai smart ban Let me read to you. Mẹ tôi có bề khiêm đứng an chun lục đáp nơi sự đây đọ sòng mùi. Someone who was trên âm pi bậc cô mà nét đại ban chùa rùm nơi khnông đầm nà ca được khiêm riệp rọp. Thái nước khiêm xua lục tà tá lục miền mật tệ đội đách từ lư chìm lại nụ. Thật khiêm nâng dùng tờ cầm nọt hết đáp chìm lại. Bỏ bật thiên krom thọt rùm cái ai cái xa y bay lư bầm pi bầm muối bay bầm buồn. More particularly to chia bì xe cư nì dì ông pi ông klê ì ơn xôn xôn mùi bà mùi pi bà mùi bay bà mùi khmai xôn xôn mùi bà mùi pi bà mùi mùi bay bà ráng xôn xôn bay bay bà mùi xôn bà mùi bà mùi So like I said, this đội đặc nhiệm như vậy chẳng lục sát sấy, protein, crom, thọt, rub, chmua, cầm riêng, nhâm cầm riêng, khát như vậy đôi hàng crom này sầm nu. After their photos were taken, mình tập cái thọt rub hái, tá cái bên chu nẹt tô từ nè. Answer. Quát trả lời thả. Thì chán này nẹt rồi nẹt tô từng ở nút đặt trên bàn thọt rub rồi hái cái bên chu từ thừa sai, còn tại cả về những khi mình đăng tì, nè, tố đã khi mình chun từ thừa sai nó cứ khi mình nuôi tội tài tì, khi nhóm bạn từ từ nuôi hơi thọt ở ruột bụ kê hết khi bạn khơi thà bụ kê thừa sai, mà nơi hàng đam nên tới đặt khi mình chun từ thừa sai khi họ thành tổ sai chúng nơi khán đồng này ông kêu ear and son son mui bầm mui pi bầm pi bay bay đò bay buồn khmer son son mui bầm mui pi bầm pi mui son hai barang son son bay bay bầm bay son bầm pi bầm mui the same photographer net thọt rùm ở đài lưng còn chụp thiên thọt rùm nó còn dây pi hạt ca chụp mui đôi còn dây thắt ngày mui nó bây đây khi ông đặt rùm rụp thọt nó vừa khôi và bây giờ khi ông xong thọt mà đòn làng quýnh hay khi ông rộp khơi đẹp bì nẹ thế hay khi ông xua đôi bong nẹ tốt đã kì dô mà sao mình ta kì dô tên nào hỏi còn dây thả kì bình chung tư viên sài ở hỏi nè anh tư thọt nơi sài nó tư chọc sức đầy đỏ sòng can you give a reaction to ta lúc xa xây ai phát đoàn mật tệ bạc quan thân ở vây đèl nẹ thọt ở rụp nụ nè dì bì rừng ní ta lúc đăng ở vây khá bì rừng ní ca bì xa mai nụ bạc ở rừng nẹ thọt rụp nhóm ọt đăng vô rừng ca nghe kếp xây nhóm đăng ta ca nghe bọc nhóm phơ nọc 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 I understand. Let's leave the photo to the side. But I have so many people.
that also the people who were sent to Manus da ke banchun te prey so were registered trou ban ke choh banchi hai thot rup neu knong so 21 dai rue te bat ka ngie nau khang prey so ngam ot dang Do you know ta luk dang rư tê whether you when you were working ta nơ pê đai luk phư ka chi nẹ chiem ta luk aich nưng prab tê tha lan đai chạ chênh pi so 21 aich tâu chưng aich rư ko aich tâu prây so rư ko aich tâu ti klaeng ti đau na ti 3 ban rư tê បាទកាលសម័យដែលខ្ញុំយាមគឺកាលនោះមិនទាន់មានកន្លែងអប់រំនៅព្រៃសរឯងព្រោះជាដំបូងនៃការរៀបចំនៅទួលស្លែងអញ្ចឹងព្រៃសរត្រង់មានមិនមានខ្ញុំអត់ដឹងមិនដឹងជាឡានគេបញ្ជូនទៅណាទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងDo you know សំណួរ whether at any point in time តើលោកដឹងថាតើនៅពេលណាមួយអ្នកទោសដែលលោកសួរចម្លើយនោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅព្រៃសរដែរឬទេបាទអ្នកទោសខ្ញុំសួរចម្លើយកន្លងមកខ្ញុំមិនដែលដឹងហើយក៏មិនដែលឃើញដែរប៉ុន្តែជាគោលការណ៍នៅក្នុងស21គឺគ្មានសួរចម្លើយហើយបញ្ជូនទៅស្រែដោះលែងទេគឺគ្មានmaybe not released ប្រហែលជាមិនគេដោះលែងឲ្យរួចមានសេរីភាពទេប្រហែលគេបញ្ជូនទៅអប់រំនៅស24ហៅថាព្រៃសតើអញ្ចឹងតើលោកដឹងថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលអ្នកដែលលោកសួរចម្លើយនឹងធ្លាប់បានអ្នកណាមួយឬក៏ប្រមាណគេបញ្ជូនទៅព្រៃសដើម្បីអប់រំទេអប់រំកែប្រែបាទអត់ដឹងទេSo would it then be fair to say that you ចឹងតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកនិយាយជាទូទៅលោកមិនដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកទោសដែលលោកបានសួរចម្លើយទេតើមតិនេះយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះលោកបាទបានជាខ្ញុំនិយាយអត់ដឹងពួកខ្ញុំអត់ដឹងបើខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយថាដឹងដោយអត់កើតខ្ញុំនិយាយត្រឹមខ្ញុំដឹងខ្ញុំឃើញខ្ញុំឮបើកាលខ្ញុំឃើញខ្ញុំឮខ្ញុំដឹងខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយVery good មេធាវីកូពេបាទអរគុណហើយលោកសាក់សីល្អណាស់គឺនឹងឯងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបន្តទៅបញ្ហា2-3ទៀតមុនពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីការសួរចម្លើយលោកបាននិយាយដោយសង្ខេបពីព្រឹកមិញដោយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមេធាវីដើមដឹងរដ្ឋវេនីសហមេធាវីនាំមុខដើមដឹងរដ្ឋវេនីទៅថាអំពីរបៀបដែលលោកសួរចម្លើយអ្នកទោសតើមានផ្ទះសួរចម្លើយឬកន្លែងសួរចម្លើយនឹងប្រមាណនៅក្នុងបរិវេណនៃស21បរិវេណខាងនៅក្នុងរបងហើយនៅនឹងខាងក្រៅបរិវេណមានប្រមាណសរុបទាំងអស់បាទផ្ទះសួរចម្លើយនេះគឺมันប្រកាសពជាថាប្រមាណនេះគឺថាផ្ទះណាអាចមើលទៅតំណងថាដាក់បានធ្វើកើតគឺបោះសម្អាតដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងมันប្រកាសថាជាប្រមាណទេហើយនៅខាងក្រៅបដិវេនគុកគឺនៅខាងលីងក្រៅ
còn mà đòn linh cao với cứ hàng tranh bị là bong cúc máu cứ nâu hàng cao nên hai bên là bong phăng xây mà choan tiết nâu bị cao Is it correct that there were about seven houses where the delegation took place? But ផ្ទះ7ឬក៏លើសពីហ្នឹងក៏មានដែរ And do you know whether somewhere Clown thuê cho tour slide nhưng đại đoàn vừa lại clown thuê cha vì đào mò đằng mà clown thuê mày phải bỏ đi thế từ tập cát nghĩa hàng trường clown thuê đây phải chia đọc mai chiên bằng nóc hay tập cát trăng rồi cát trăng clown lưu tập soi tập cát tiết có nông nông bạn bên sau thấy môi tập tôn hốt chưa càng cái yêu hậu đức lâu càng lách ជាប់ផ្លូវនិវងអញ្ចឹងបរិវេណផ្លូវអស់ហ្នឹងគឺមានល្វែងផ្ទះថ្មមកជួខាងឆ្វេងដៃនិងស្ដាំដៃបើដើរពីគុកទៅអញ្ចឹងផ្ទះថ្មល្វែងទាំងអស់ហ្នឹងដែលសម្រាប់សួរចម្លើយជួរមុខនិងមានជួរក្រោយទៅក្រោយទៀតជាកន្លែងទីតាំងទូចលោកស្ត្រីអ្នកទោសហ្នឹង Let me focus on the interrogated prisoners. Do you know whether it is possible for prisoners on the ground your voice or the voice of the person who was interrogated? Gần đâu mình bàn rồi mai tới giờ phải giờ hạ tập mai thì cúc tay mình thôi. I'll get back to that. Do you remember when you first interrogated? Anh kia chỉ hiền bốn đại nhầm chỗ tấu kì ai từ xua chỉ môi nè mò môn nắng ở trên sau tam kia cứ nấu lòng chọn lâu đường hai môi để càng bồn lòng thuê chỗ But do you remember when it was the first time lúc chạm thế về để chập đám xua
chấm lại đầm bông nó nếp lên nè chẳng xu pel về liền bạn và xong chuyện đoàn tiếp pel na nó pel về liền phơi ca rứ môi của pel xua nó chấm na khai na Well, I was hoping you would tell me. My question was, do you remember when it was the first time that you interrogated a person? Well, I don't know if you remember when it was the first time that you interrogated a person. Well, I don't know. ខ្ញុំ អារម្មណ៍ និយាយ ត្រង់ មិន បាន គិត គូ រឿង ខែ ឆ្នាំ ចាំ ទុក នគរ ក្បាល គឺ គិត ឲ្យ ដល់ ធ្វើ ឲ្យ ដល់ បាន ធ្វើ ឲ្យ ដល់ ហើយ chẳng bao nhiêu mình phải cất để chia riêng chín năm, không ba chia cầm long trong chín năm chặt thủ môi, rồi có vẽ cả đai chín năm chặt thủ môi nữa, có hai. Yesterday you identified the signature on a confession. Mình hiêng hào chôn y bay lờ mùi pram buôn pram buôn Confession Châm lai xa rập phiếp And your signature Hà nâng hát tà lê khá rập bọt lúc Somewhere in February 1977 Hà chìa nở khai công phẹ Phay buôn công phẹ chân nằm bòm rồi chất sập rằm bờ One of the first people you interrogated. Lúc nơi chạm tế mà nẹ ní cư chìa nẹ tô. Khân ông chạm nào mà nẹ tô đầm bông, đọc đầm bông rồi mà phay đầm bông là lúc xua bụa nẹ thằng nâng môn kế. Bạn, ạch bạp bàn tế. Bạn, nâng hơi này chìa nẹ tô đã khân ông bàn cho tôi xua nơi chùm hiên đầm bông luôn ảnh. Tại nẹ môn môn nâng cư mẹn khai năng chân nam đăng thế người người môn năng còn đăng tiền khai na nhưng cha mình chỉ bạc Are you saying that he was the one you interrogated for the first time by yourself? Maybe before that, 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 maybe nẹ tu đại kỳ xua môn nó cứ nẹ xua chùm lại xế như rứa co lục bàn xua nẹ xế môn nẹ tu mùi nè đại chồng gì xong lục chẹt ở chùm bà anh mình chọn nắng cứ chia nẹ tu đại nhom bàn xua luôn anh chùm hiền bồn phần tai môn nắng cứ nhom thưa chỉ mùi kề chẳng kề đại xua nhom lâu chỉ mùi kề ai kề xa kề thưa kề đại chùm kề được không nhóm con đã nấu thì mỗi kế riêng sâu tam kế mười kỳ We also discussed yesterday the last interrogation đại ông pi ca su trong khoai được bao lâu cứ tha nửa ngày thì buồn មករាឆ្នាំ1779បានអញ្ចឹងសូមលោកបញ្ជាក់មើលថាតើលោកសួរចម្លើយមនុស្សបានប្រមាណអ្នកតាំងពីឆ្នាំ1979ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ឆ្នាំ1779ខែមករានោះបាទខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ហើយក៏ចាំមិនអស់ដែរប្រហែលជា 20 ឆ្នាំបានប៉ុន្តែថាឲ្យច្បាស់ប្រកាសវិជាអត់ច្បាស់ Khoát bàn bình chạy thà Nẹ tu đài lục xua chùm lái đài miền hạt lê khá bỏ lũng cư miền chùm nôn hà sập bầy Ta lục ai bình chạy đôi mệnh bán chùm nôn sở rộng bì nẹ tu đài lục xua chùm lái nó Mà cái nhóm mình chạm bộ rừng về dù bếch nhóm ọt chạm Tôi có thà mình chạm nhóm
rương bơm man bơm man khiêm ọt đặng bần bọ khiêm sman nung chất khiêm bài kia chieng 20 nạ bần pô ai cái sa khla khơi sinh nhê khóc bị khiêm hay đạ chmuh khiêm rô miên mần chăng khiêm mần đặng chi ai cái sa ai ai cái sa ai cũng khơi chầm lo sê đạ chmuh khiêm hay chi a sọ đâm một sọ ấy cứ mê a sọ khiêm Do you know whether you were member of a certain interrogation group? I'm not talking about two interrogations. I'm not talking about a group one or group two or group three. But you know, no, no, confession. ខ្ញុំមានចំពោះមុខខ្ញុំនេះខ្ញុំឡើយសារភាពអ៊ីបេលើ 4 2 6 0 ខ្ញុំឡើយសារភាពដែលលោកចុះកាត់ហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី 3 ឧសភាឆ្នាំ 1977 ប្រាំពីរសូនសូនប្រាំពីរប្រាំប្រាំប្រាំបួនខ្ញុំមិនមានលេខអ៊ីអិនទេនៅពេលនេះលោកប្រធានខ្ញុំសូមភ័យទោសប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺនិយាយថា លោកថិតនៅក្នុងក្រុម 2 confession that we just spoke. group 2 group 3 ឬក៏ក្រុមក្រុម 2 ក្រុម 3 ឬក៏ក្រុម 12 ឥឡូវសុំលោកនឹកមើលបន្តិចមើលណាមួយបាទរឿងក្រុមវាមិនប្រកាសដែរពួកខ្ញុំយូរនៅផ្លេចអស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដឹងក្រុមទី 1 ក្រុមក្តៅក្រុមទី 2 ក្រុមវិជ្ជក្រុមទី 3ក្រុមធៀមចឹងទៅប៉ុន្តែឲ្យពិតប្រកាសខ្ញុំមិនប្រកាសមិនចិត្តដែរទេ Well, the reason I'm asking is when asked នៅពេលដែលគេសួរគាត់បញ្ជាក់ថាមានវិធីសាស្ត្រ3 យ៉ាងគាត់ថាវិធីសួរខ្ញុំឡើយមានក្តៅមានត្រជាឬមានគៀមបាទយ៉ាងគាត់ថាអ្វីដែលដូចនិយាយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យលោកដឹងគាត់ថា គាត់និយាយថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានវិធីសាស្ត្រ3 យ៉ាងនៃការសួរចម្លើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបែងចែកអ្នកសួរចម្លើយឲ្យទៅជា3ក្រុមទេខ្ញុំមិនបានដឹងថា មានការបែងចែកនេះទេប៉ុន្តែការបែងចែកនេះតាំងពីណាតមកហើយក៏វិធីនៃការសួរចម្លើយនេះខ្ញុំបានបង្រៀនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបែងចែកពួកគេជាក្រុមទេហើយថាអ្នកសួរចម្លើយនោះគេប្រើវិធីសាស្ត្រមួយៗចំពោះអ្នកទោសណាដែលគេត្រូវសម្រេចអញ្ចឹងលោកសាក់សីថាលោកអាចនឹងឆ្លើយតបដូចម្ដេចចំពោះចម្លើយរបស់ដូចបែបនេះ បាទចម្លើយនេះការរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលានយោបាយរបស់ដូចគឺបានលើកឡើងជារឿយៗប៉ុន្តែມັນប្រកាសថាពាក្យនឹងបានមកពីត្រឹមណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាដូចបង្រៀនសូត្របង្រៀនបុគ្គលិកជាទូទៅនឹងឲ្យរៀនសូត្រ
tam vị thị xã đại quạt bằng hai đại quạt tập mà vị thị tì mối nó cứ cầm thịt chẹt thị tì pi cầm thị mối cầm cá đau chẳng pi cầm thịt chẹt thị bay cầm kim chẳng ngồi tam cầm mối mối nó trâu thưa tam cá đại non bỏ quạt vừa cầm cá đau nhưng giờ tới nhưng xua cá đau xua quay thưa tôi làm cam ấy là cầm thịt chẹt nhưng giờ tới nhưng xua rồi việc thật slow thì chắc thôi dù bay rồi nhà tôi nó chưa tốt chất lửa dương đó là công kiếm mà nó mà đây là nó cũng kiếm xua cho xua xa cho xa lăng tôi là nhà tôi nó vô to trọ nó chiều thì xa mà có để quạt bàn bằng hát bằng hành What seems to confirm what you're saying that there was indeed such a thing as a chewing group is Doctrine E3/2007 English 002-33-55-5 French 006-86-3-7-5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 -
signed by the chewing group, person called Nan or Non. Who Non was? Look, was it the chewing group? Nan or Non, is it Nan? Chia Protein Krom Ong Kim, Mien Ru? But Chmon Nan Mien. Nan Chun Tut Chia Dash Dam Bok Duk Yog Om Liang Mok. Bay Nan Nan. Chung Nan Nung Kyung Chia Tu Tau Yung Khơi Nau Kha Lai Kup Sai. Mình đã khơi mà nấu không lại xua dùm lại thòm ra thì nấu chân chô lại cũng sai chẳng nan chân sao các bạn được về được như hay mấy mình còn miếng sợi mau cái nhé nè ôm liền chẳng nan nó mình men mà nó can cầm kiếp thì cứ nấu càng cũng sai nó thịt nó và nấu càng cầm kim Now let me return to the number of 20 interrogations. Maybe there were more, but let's follow what you said, 20 interrogations. Always use the chewing method with those 20 prisoners, or did you also resort to cold methods, hot methods? วิธีศาสตร์ดาววิธีศาสตร์ตรเจ๊ะได้บาดการทั่วจําลายក្នុងក្រុមអង្គមគឺมันមិនបានដឹងតែសួរមិនធ្វើទៅរន្តកម្មគឺសួរផងសួរតិចផងសួរក្តៅផងធ្វើហឹងសាផងអញ្ចឹងវារួមសំទាំងអស់ Let me restrict myself to you only. The 20 interrogations that you only were involved in. Did you yourself use all three methods when necessary? The chewing method, the hot method. You yourself. เมื่อมีโดยខ្ញុំបានធៀបរាប់ប្រាប់អញ្ចឹងគឺមានប្រើ
ធေါ်តិចធေါ်ក្តៅហើយនឹងគៀមទៅពាកគៀមហ្នឹងគឺនៅតាមត្រែងយួរអង្វែងមិនមែនគៀមអត់វាយអត់ធ្វើបាបទេ Maybe it's easier to limit myself to one particular interrogation. Let's stick to the interrogation of Eng Meng Hung, John. You said that his interrogation was your first interrogation by yourself. Did you use with him hot methods? And if yes, which one? Yes, it was my first interrogation. I was interrogated by myself. What did you do with him? Ta lok thua yang doi bđai chi muoy kwat nung. Ba what the tronakam nung keu kaich mek tbaik mek tiep kwae kwae ngai kalaing nau nung yo mo vai dai vai chueng vai khnong ai nung. And how exactly did you do that? Did you leave him in the room, go out, look, And do you remember what was it that made you decide at that very moment to hit him with tree branches? Ôi lục sầm ra chất thao thôi từ run cam vía cọt nừng mây chơi ní. But young song money. And why is that, Mr. Witness? Mịch bàn mình dậy chấn lúc xa xảy. But song mình dậy. Mr. President, I understand the right not to incriminate himself. He already answered the question that he hit him. Perhaps duty counsel wishes to Talk to the witness. You follow counsel? That's possible.
បាទរឿងនេះដែលខ្ញុំថាមិននិយាយហ្នឹងបងពីរឿងហ្នឹងវាបាននិយាយច្រើនសារច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនចង់និយាយតទៅទៀតព្រោះជារឿងបន្ទុកលើខ្ញុំប៉ុន្តែបើថាចង់ដឹងខ្ញុំនិយាយតទៅទៀតថាវាយក្នុងរំពាត់ហ្នឹងគឺវាយដោយសារអ្នកទោះហ្នឹងប្រើពាក្យកលិចកលុកម្ដងចេះម្ដងចុះចឹងខ្ញុំត្រូវប្រើថា I understand, but ខ្ញុំយល់ហើយលោកសាក់សៃគាត់ធ្វើ confession that he changed what did he change ការហ្នឹងវាមានពាក្យកលិចកលិចហ្នឹងមិនព្រមនិយាយព្រមអីម្ដងថានិយាយម្ដងថាមិននិយាយចឹងអាហ្នឹងបានខ្ញុំស្នើយោបល់ទៅសុំយោបល់ទៅថ្នាក់លើហ្នឹងឲ្យអ្នកលើក៏ឲ្យធ្វើទៅក្នុងកម្មហ្នឹងបានខ្ញុំធ្វើទៅប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចណាមួយខ្ញុំមិនចាំបានទេ At this very first example, How long did you hit him? ហើយគាត់អរិយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរការហ្នឹងມັນជាយូរហើយទេព្រោះឆុនហ្នឹងគាត់ចេះសរសេរគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យផងអញ្ចឹងគាត់សរសេររៀបរាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ថានៅចំណុចណាដែលសរសេរទៅនិយាយស្ដាប់មិនបានទេអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែលត្រូវវាយត្រូវអីអាហ្នឹងមានប៉ុន្តែដល់ក្រោយៗមកក៏គាត់សរសេររៀបរាប់បានច្បាស់ល្អ How many times did you beat him? ចុះលោកវាយគាត់នឹងមេឈើនឹងប៉ុន្មានដងដែរ អត់ចាំទេ 30 ឆ្នាំជាងហើយ Was there another time? តើមានពេលណាមួយទៀតឬថ្ងៃណាមួយទៀតលោកវាយគាត់ទៀតទេ មិនបានចាំ Did you use any other methods? ទៅលោកមានប្រើវិធី ក្តៅជាមួយនឹងគាត់ទេ បាទធ្វើទៅនឹងកម្មហ្នឹងហើយវិធីក្តៅ I understand, but was it only once? ខ្ញុំយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែតើលោកវេគាត់នឹងតែនៅថ្ងៃនឹងម្ដងឬក៏គាត់លោកវេគាត់នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតរឿងធ្វើទៅនឹងកម្មមិនមែនម្ដងទេគឺច្រើនដងប៉ុន្តែតើដឹងប្រមាណដងខ្ញុំមិនចាំ Did you use telephone wires? តើលោកមានប្រើខ្សែទូរស័ព្ទឬក៏ខ្សែភ្លើងដើម្បីឆក់គាត់ទេ ខ្ញុំពូនអ្នកទោះមិនណានេះអត់ដែលបានធ្វើទេកាលនោះរឿងខ្សែទូរស័ព្ទខ្សែអីក្រោយមកបានមានឆក់មានអីអារឿងមុនអត់ទេ
When was that method introduced? ប្រើវិធីឆក់នេះប្រើនៅពេលណាដែរ Did you use a plastic bag to suffocate him? លោក មាន ប្រើ ថង់ plastic ស្បង់ plastic ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ថប់ ដង្ហើម ទេ? មាន វិធី នេះ មាន My question is, did you use សំណួររបស់ plastic bag ខ្ញុំ សួរ ថា តើ លោក មាន ប្រើ ថង់ plastic នេះ ជាមួយ ឆុន ទេ? អត់ ទេ អត់ មាន ប្រើ ទេ ជាមួយ Do you remember whether you in any way humiliated John? មានពេលណាមួយលោកគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យឆុនទេ Without going into details, but do you know in general terms the accusations against him? Do you know what he accused of? Something about that, like Tom. Something about that. Merci, Monsieur le Président. Au prisonnier de lui dire personne ne lui avait dit de quoi il était accusé. I think the prosecution is testifying now on behalf of the witness. Might have observed, I'm limiting my question, I think, without going into specifics, is whether he remembers what in general accusation of your defense was that John was បាទសំណួរនេះអាចសួរបានណាហើយបដិសេធនៅតែជំទាស់សាកថៃឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរនេះសំត្របនឹងសួរអាចសួរបានហើយ បាទងួនឈុននេះគឺការខ្ញុំសួរគឺគាត់សារភាពគាត់ថាជាខ្សែសេអា Let me step away from that. Witness, take you back a bit in time. Maybe to January 1977. Plans to start a rebellion led by the Northeast Asian.
But you know what, dung man, Lou, really. Them looping lung. Well, I'm not allowed to go to the content of confession. But I'm not sure whether that answer is plausible, Mr. Witness. But have you ever heard of the later stage of involvement in Involvement in plans to overthrow the legitimate government of Democratic Kampuchea. Did you never, in any point in time, hear about accusations leveled against Khoithun? But you know, the It's very tempting to go to his confession, but I won't. So let me see if I can jog the witness's memory through another way. Mr. Witness, Chan was your boss, wasn't he? Chan kư chia mê kai rô bọc lô mên tế. Chán cứ mình khơi miên tuôn này tí ấy ỏi bật cát đâu còn nắng phân còn thật đang khơi nó còn lạnh đốt tranh chô ca nghĩa bỏ đốt những cứ còn biết rồi thà chìm nuôi ca bỏ đốt những mà Mr. President, I would like to show Lục Tiến khiêm sông ca nhà một hai sầm rong mũi tranh pi cầm nọt tra sự phô cát ta bỏ chắn chỉnh sai sầm rong đèl chắn sơ xê highly unlikely that it is coming from confessions. It seems to be more tranh pi chấm lại sao được biết đây chấm lại đây chắn sơ xê nỉ what he heard at study sessions no cứ nổ vậy đây con lư bị cái ca sắc xa thì số cứ ai cái xa ở bấy lư cầm bấy 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 kiện cho bị xa cái máy zero 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 seven from p seven from p 826 from bấy p from muối there seems to be no French mình bị cáp bỏ prai chi bị xa bà rằng thế translation I will come to that separately because it seems that there's another French translation for one part of the notebook and an English for the other part. I have with me the actual excerpt from the notebook and I would like to show that to the witness to see if that confession is coming. Is Cooper here? Is Cooper here? Is Cooper here? Est-ce que vous pourriez répéter le numéro d'ERN? The document that I have is a bit peculiar and unusual document, Judge Lavergne. It has an E3 number. I did find the Khmer ERN. But there are no notebooks, but there are no French translations, it seems.
What I have established is that there is a translation of the latter part of the book and English translation of the other part of the book. Still with English translation, but what I do have is the translation of the Khmer in English, document 3/83. Dans ces conditions, comment pouvons-nous contrôler le contenu des documents présentés par les documents sont assez limités. I'm not making this document up. It's E3/83. It's called Chang notebook. Subtext highlighted. The English ERN, which we have written down with the pen, is 0018479 and following. And but we do. We did find the Khmer year end of that particular excerpt, and that page is 0007786, and the Khmer page that we'd like to show. Is a translation of this Khmer page you want to show? Do you understand the language? Do you understand the language? For the record, I can give you now the full range of the English ERN. It is 0018479 Une demande de précision, je n'ai pas compris si la page que vous utilisez notre confrère a été traduite en anglais ou en français. De ce que je comprends, non, mais est-ce que notre confrère peut clarifier? J'ai l'impression qu'il y a des traductions partielles en anglais et en français du document, mais que la page que vous utilisez n'est disponible ni en anglais ni en français. Est-ce que j'ai bien compris? No, that's not correct. The prosecution yesterday also showed an excerpt and said there was only French translation of the particular text that he wanted to show. But as I understand it, the Khmer document has been partially translated in English, partially translated in French, but not the same part. 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 That's the situation. This is the situation. Quand vous dites pas les pages exactes, quelles sont ces pages exactes? Je ne comprends pas trop. C'est des pages que vous entendez utiliser? Whether there's a French translation, I don't know, but there isn't, otherwise the translation will say so. Just to be clear, you are using the Khmer version of voting. English is 0018-84479-4618. Monsieur le Président, je pense avoir identifié la page 0018-84549-4581.
ça se réfère à une partie qui est sortie de février 78 qui parle de Asot. Je crois qu'il n'y a pas de traduction en français. Meanwhile, let me read to you what I have in English. In English, I have the group of Asot, Achuk, Achakrai, Stepping Board, 76. ខែមិថុនាចិត្តសប្រាំមួយធ្វើរដ្ឋប្រហារគងអាចារ្យចក្រីជាស្នូលគឺវាមកឈឹមប៉ពិសេសបងទីមួយបងទីពីរក្រោយមកទៀតគឺកងអាអឿនក្បាលម៉ាស៊ីនគឺបាក់ពលកកម្ពុជាដែលជាមួយចាក់ចាក់ពតអាមេរិកដែលមានពួកអាយុនអាសូវៀតនៅពីលើ ខ្ញុំយល់ឃើញថាវាមានវគ្គមួយគេលើកចំណុចនេះឡើងមកនិយាយតើលោកឥឡូវនេះសំណួរខ្ញុំសួរថាតើលោកនៅលោកស្គាល់អសរសរសេរដោយដៃនេះទេបាទអសរនេះខ្ញុំមិនដឹងជាអសរណាទេ That's no problem, but do you recognize the content? តើខ្លឹមសារនៃឯកសារនេះវាជួយរំលឹកដល់ការចងចាំរបស់លោកនៅពេលដែលលោកសួរចម្លើយឆុននោះទេបាទឯកសារនេះគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅចម្លើយរបស់ជាតិមិញឯងហៅឆុនទេ Let's step away from John. ឥឡូវ ទុក ឈុន នេះ មួយ ឥឡូវ សិន ចុះ តើ លោក នៅ ចាំ ឯកសារ នេះ ដែល និយាយ ពី ផែនការ រដ្ឋ ប្រហារ ដឹក នាំ ដោយ កុយ ធួន និង មេ បញ្ជា ការ កង ពល ម្នាក់ ទៀត ឈ្មោះ អឿន លោក ដឹង ដែរ ទេ បាទ ផែនការ នេះ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ទេ ព្រោះ រឿង ការ ងារ ពួក ខាង លើ ខាង លើ ហើយ ខ្ញុំ ជា សមោច សង្អា ខាង ក្រោម អាច នឹង ដឹង រឿង នេះ ដែរ អត់ ទេ ព្រោះ ខ្ញុំ អត់ ដឹង សោះ រឿងអត់នេះហើយគេខាងលើក៏គេមិនមកប្រាប់ខ្ញុំថាគេចាប់បានអ្នកនេះនៅនោះដែរអត់ដឹងសុទ្ធក៏ក្រោយមកបានដឹងថាពួកនឹងត្រូវគេចាប់ហើយទេចឹងផែនការគេរៀបចំយ៉ាងណាគេអត់ដែរបានប្រាប់យើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងទេបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយឱកាសសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសហគមន៍ការ មន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរំរួមដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំវគ្គសាក់សីដល់សាក់សីរួមនេះនៅក្នុងឡុងពេលឈប់សម្រាប់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មក្នុងបន្ទប់សាលាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3សម្រាប់ចុះ